Dừng xe để chờ đèn đỏ giao thông, tuy nhiên nhiều người có thói quen tìm bóng râm chỗ mát để dừng đỗ, bất kể có ở giữa đường hay cách đèn đỏ khoảng cách khá xa. Điều này gây nguy hiểm cho chính mình và các phương tiện khác khi tham gia giao thông. Ngày 31 tháng 5, tại một tuyến đường tại Hà Nội, người phụ nữ đang điều khiển xe máy thì dừng lại đột ngột tại khu vực có bóng râm để tránh nắng khi chờ đèn đỏ. Lúc này, một xe máy từ phía sau không kịp xử lý đã đâm trúng khiến người này ngã văng xuống đường. Trước đó cũng có trường hợp tương tự xảy ra tại đường Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, chiếc ô tô đã kịp dừng lại để tránh đâm phải người phụ nữ này. Người tham gia giao thông cần lưu ý, dừng đèn đỏ đúng vạch kẻ quy định để tránh những tình huống đáng tiếc.